Chào các khán giả thân yêu của thế giới hôm nay. Nếu như phần đông các bạn nữ chúng ta đều rất sợ việc ăn nhiều sẽ khiến mình trở nên béo phì, thì có một số ít cô nàng lại hoàn toàn ngược lại. Trong khi một người bình thường chỉ có thể ăn 1 đến 2 chén cơm hay mì gói mỗi buổi, nhưng các cô gái trong video hôm nay lại có thể ăn cả thế giới mà không gặp khó khăn trở ngại gì. Với sức ăn kinh khủng như vậy, những cô nàng này đã được mệnh danh là Thanh An, nghe rất oách đúng không nào? Thế bạn đã biết họ là ai chưa? Nếu chưa thì ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về 9 cô gái có sức ăn khủng khiếp nhất thế giới để xem những cô nàng có dạ dày khổng lồ này là ai nhé. Tiểu Nam. Đầu tiên trong danh sách này chính là cô nàng đã khiến các cửa hàng buffet ở Trung Quốc kinh hoàng bạc vía. Các bạn có biết vì sao không? Đơn giản lắm, vì cô nàng có một cái bao tử 3 gan, bỏ bao nhiêu đồ ăn cũng không thể đầy được. Cô gái có tên là Tiểu Nam, sau khi mua vé buffet, cô nàng đã ngồi ăn liên tục trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Thành quả của cô nàng khá khiêm tốn, chỉ là một con cừu mà thôi. Tuy vậy, Tiểu Nam vẫn chưa no hẳn mà vẫn có thể ăn thêm một lượng nữa. Theo tính toán của đầu bếp nhà hàng, con cừu nặng khoảng 15kg, sau khi chế biến thì khoảng 5-6kg thịt. Vậy các bạn nữ của chúng ta sẽ ăn được mấy ký? Con số là bao nhiêu thì tùy người, nhưng chắc rằng sẽ không có bạn nào ngốn hết được con số 5-6kg thịt đấy. Tuy nhiên, cả con cừu đã bị cô gái trẻ làm sạch trong vòng một nốt nhạc và khiến cho các thực khách phải ngỡ ngàng, còn chủ nhà hàng thì xanh mặt. Dù vậy, đây không phải là thành tích kỷ lục của Tiểu Nam. Trước đó, cô nàng đã từng ăn hết 6kg thịt bò, 15kg hải sản, 200 miếng cơm viên. Do sức ăn khủng khiếp đến vậy, thế nên cô nàng đã bị nhiều nhà hàng buffet cấm cửa, miễn tiếp khách vì sợ phải lỗ nặng. Rõ ràng với một thực khách như Tiểu Nam thì ông chủ nhà hàng nào chả khiếp đảm. 8. Yuka Kinoshita. Vị trí thứ 8 tiếp theo trong danh sách này chính là Kinoshita Yuka, cô gái người Nhật Bản có thân hình gầy còm nhưng đã không ít lần khiến thế giới phải bái phục với sức ăn khác thường của mình. Kinoshita Yuka sinh năm 1985, là một YouTuber Nhật Bản có sức ăn còn hơn cả Trương Bát Giới. Cô nàng có thể ăn một bữa với lượng thức ăn tương đương của một người bình thường trong một tuần. Dạ dày Yuka vô cùng đặc biệt. Lúc đói, bộ phận này chỉ lớn hơn mức trung bình một chút, nhưng nếu đưa vào 100 miếng sushi, nó sẽ to lên 66 lần, thậm chí đè vào các cơ quan khác. Ngoài ra, do không hấp thụ được dinh dưỡng từ lượng thực phẩm khổng lồ, Yuka ăn bao nhiêu cũng không béo. Cô nàng đã được cư dân mạng ở Nhật đặt cho danh hiệu mỹ nhân phàm ăn. Với sức ăn khủng khiếp, cô nàng cũng rất hay nhận được các lời thách đấu từ các nhà hàng với các suất ăn ngoại cỡ. Và chúng ta hãy cùng xem khả năng của mỹ nhân phàm ăn số 1 Nhật Bản là đến đâu nhé. Không nằm ngoài dự đoán, Yuka đã giải quyết những thử thách này hết sức dễ dàng. Với sức ăn như thế của Yuka, thì các bạn nghĩ có anh chàng nào can đảm rước nàng về dinh không? 7. Vương Dada. Dạ dày Vương Dada là một hiện tượng mạng được rất nhiều người yêu thích và theo dõi trên YouTube cũng như trên TikTok. Các video về những bữa ăn khổng lồ của cô đều được rất nhiều người chú ý và thích thú. Những bàn ăn ngập tràn hay hình ảnh cô cầm chiếc đĩa to đùng đi mua đồ ăn. Bao cửa hàng ăn một tiếng là bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Hay một mình ăn sạch 56 phần ăn sáng gồm 20 cây giò cháo quẩy, 30 cái bánh bao và sao bát hoành thánh. Nghe thôi là đã no cả tháng rồi phải không các bạn? Thế mà cô nàng vẫn không bỏ sót bất kỳ món nào. Có thể thấy, sức ăn của Vương Dada còn hơn cả 10 người đàn ông cộng lại. Mặc dù có thể ăn cả thế giới, nhưng cô nàng lại là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn và còn vui tính trong các đoạn video của mình. Nếu như có một cô bạn gái hay một cô vợ có sức ăn như Vương Dada, các bạn nam của chúng ta liệu có nuôi nổi hay không? 6. Moeno Azuki. Moeno Azuki sinh năm 1988, là một cựu thành viên của nhóm nhạc Bakusute, Sotokanda, Ichome. Cô cũng được biết đến là một người có sức ăn uống khác thường, từng giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi ăn. Mặc dù sở hữu thân hình nhỏ bé với chiều cao 1m56, nhưng bạn có tin được không? Moeno Azuki lại có khẩu phần ăn bằng 10 người bình thường. Cô nàng từng đoạt giải quán quân cuộc thi ăn Ogui Nhật Bản 2 năm, 2015 và 2016, vô địch cuộc thi ăn Ogui Thế Giới vào năm 2016 và được mệnh danh cô gái ăn khỏe nhất Nhật Bản. Có vẻ việc nuôi cô ấy chắc sẽ khá tốn kém cho những bữa ăn. Năm 2017, Moeno còn khiến 10 người đàn ông Việt chúng ta phải nể phục. Trong đó có cả anh chàng diễn viên điện trai Bezo, khi dễ dàng ăn hết 2 tô phở khổng lồ nặng đến 5kg trong cuộc thi ăn tại lễ hội Talk Spring 2017. Moeno Azuki đã đánh tan thế giới quan của các đấng mày râu từ trước đến nay về sức ăn của người phụ nữ. Các bạn thấy có đúng không? 5. Mật Tử Quân. Nói đến những cô nàng có sức ăn khủng khiếp nhất thế giới, không thể bỏ qua cái tên Mật Tử Quân, cô nàng 28 tuổi đến từ Trùng Khánh, Trung Quốc. Cô còn được cộng đồng mạng biết đến với nickname Mizizung. Bạn nào thường xuyên quan tâm đến mạng xã hội hay TikTok
chắc không còn lại gì với cô ấy. Tử Quân từng là một trong những cô gái từng được tìm kiếm nhiều nhất ở Trung Quốc, với kỷ lục ăn 4kg cơm tráng trong 80 phút. Ngoài ra, cô còn khiến nhiều người nể phục khi một mình ăn hết 4kg thịt bò thái sản, 108 chiếc nem, 12 gói mì ăn liền hay 52 chiếc bánh ngọt. Năm 2017, với khả năng ăn liền một mạch hết 20kg tôm hùm đất, Mạc Tử Quân lên ngôi vương trong một cuộc thi được tổ chức tại một nhà hàng chuyên tôm hùm đất tại tỉnh Trùng Khánh, trở thành cô gái sở hữu dạ dày không đáy. Điều đáng chú ý là dù có thân hình khá gọn gàng, nhưng sức ăn của Thanh An chiến ít này lại khiến nhiều người phải mắt tròn mắt dẹt vì không hiểu thức ăn đã đi vào đường nào và nằm ở đâu trong bụng cô gái. 4. Hồ Đông Đông. Không hề kém cạnh với những cô gái mà chúng tôi vừa giới thiệu, thiếu nữ trẻ người Trung Quốc Hồ Đông Đông cũng được nhiều người đặt cho danh hiệu nữ thần dạ dày bởi khả năng ăn của một mình cô có thể tương đương sức ăn của một đại hội. Dù thật khó có thể tin, nhưng điều này hoàn toàn là sự thật. Bởi tuy có vóc dáng khá khiêm tốn với chiều cao chưa tới 1m6, cân nặng 45kg, thế nhưng nữ hoàng dạ dày lại nắm trong tay rất nhiều kỷ lục ăn uống, có thể khiến bạn phải choáng ngợp và cảm giác no đến tận cổ. Trong một cuộc thi ăn hồi năm 2017, Đông Đông từng gây ấn tượng khi ăn hết 17 bát mì trong 10 phút và chiến thắng 4 đối thủ khác, chỉ ăn được 5-7 bát, không biết các bạn có thể ăn được bao nhiêu bát mì. Ngoài ra, cô nàng cũng chinh phục nhiều kỷ lục như ăn hết một con cừu 15kg, 93 quả trứng, 200 cái há cảo, 76 bánh trứng, 5kg hamburger và 48 bánh kẹp thịt cừu. Choáng chưa nào, có bạn nào dám đánh cược thì ăn với cô ấy không? 3. Park Seo-yeon. Thêm một mỹ nhân phàm ăn đến từ Hàn Quốc góp mặt trong danh sách hôm nay, Park Seo-yeon, cô nàng có biệt danh The Diva, là một trong những blogger ẩm thực nổi tiếng xứ sở kim chi với hàng nghìn người hâm mộ, bởi cô ấy sở hữu một khả năng mà ít ai có được. Tất nhiên, khi nằm trong danh sách này thì cô nàng cũng không phải dạng vừa trong làng ăn uống với số lượng khủng. Mỗi ngày vào khoảng 20 giờ, vài nghìn người sẽ lại dán mắt theo dõi cô gái này ăn lượng thực phẩm lớn. Có thể đưa ra một vài điển hình như Diva dễ dàng đánh bay 4 chiếc pizza cỡ lớn hoặc 3kg thịt bò chỉ trong một lần ăn, kéo dài khoảng vài giờ. Điều mà có lẽ rất nhiều bạn nữ phải ghen tị đối với Park Seo-yeon là tuy cô nàng luôn ăn liên tục vài giờ một ngày với đủ loại thịt cá dầu mỡ, thế nhưng Diva vẫn giữ được vóc dáng thon gọn cùng nhan sắc xinh đẹp. 2. Taeryeo Hu. Ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng hôm nay lại tiếp tục là một đại diện đến từ xứ sở kim chi, cô nàng có tên gọi Taeryeo Hu. Bạn nghĩ sức ăn của cô ấy sẽ như thế nào? Đừng trong mạch mà bắt hình dong nhé. Chắc chắn cô nàng sẽ làm cho các đống mày râu của chúng ta sẽ phải méo mặt vì sợ gặp một cô gái có thể ăn cả thế giới như Taeryeo Hu. Cô nàng Taeryeo Hu được cộng đồng mạng gọi là thực thần vì có khả năng ăn thùng uống vải khác người. Mỗi ngày, nếu bạn chỉ dừng lại ở một ít thức ăn vì sợ tăng cân, thì Taeryeo Hu lại tiêu thụ lượng thức ăn gấp nhiều lần người bình thường mà không hề lo ngại gì về việc béo phì. Việc bỏ sót lại một chút thức ăn trên đĩa đối với Tae là một tội lỗi lớn. Chính vì vậy mà cô nàng luôn thực hiện nghiêm phương châm chén sạch và quét sạch tất cả thức ăn có trên bàn để kiểm chứng cho khả năng ăn khủng khiếp của mình. Tae từng mời các phóng viên truyền hình tới tận chỗ làm để quay phim và theo dõi thói quen ăn uống hàng ngày. Bữa trưa lót dạ của Tae là 10 chiếc bánh hamburger và 10 gói khoai tây chiên. 5 gói mì cho bữa tối cũng chỉ là tráng miệng đối với người phụ nữ này. 1. Đoá Nhất. Khi nhìn vào dáng vẻ của cô gái xinh đẹp này, các bạn nam có tin rằng cô nàng có thể ăn đến bạn phải phá sản. Đừng vội kết luận thế giới hôm nay đang lừa các bạn, vì sự thật, cô nàng người Trung Quốc có tên gọi Đoá Nhất chính là cô gái giữ vị trí dẫn đầu trong chiến cô nàng có sức ăn khủng khiếp nhất, có thể làm bạn phải té ngựa khi nhìn thấy. Với lượng thức ăn 200 cái sủi cảo, tô cơm 5kg, bạn sẽ mất mấy ngày để tiêu hóa chúng. Chắc sẽ không dễ dàng gì để bạn xử lý chúng trong một buổi ăn, cho dù các bạn nam đi nữa. Thế nhưng lượng thức ăn như thế này lại là chuyện nhỏ đối với Đoá Nhất, bạn có tin không? Một buổi sáng của cô nàng sẽ bao gồm 10 lòng sủi cảo có 60 cái, thêm một tô mì cay cỡ siêu to khổng lồ, thậm chí cô nàng còn xử lý gọn nhẹ 1.000 cái đậu phụ thối hay 50 cái đào thọ vốn được xem là những món ăn kinh dị của Trung Quốc. Thế nhưng với cô gái xinh đẹp này, không gì có thể lấp đầy dạ dày không đáy của cô. Hãy nhìn cô ấy ăn, chính vì vậy bạn đừng khờ dại thách đố Đoá Nhất thì ăn nhé. Cô nàng sẽ khiến bạn mắc cả chi lẫn chai với khả năng hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn mọi thức ăn của mình. Các bạn đang nghĩ gì về những cô nàng trong video hôm nay? Theo bạn, cô gái nào có sức ăn khủng khiếp nhất? Và bạn có muốn thách đấu với cô gái nào không? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với mọi người trong phần bình luận nhé! Hãy like, share và follow kênh để tiếp tục đồng hành cùng thế giới hôm nay khám phá thêm nhiều điều thú vị về cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại!